Những ngày qua, trên đoạn đường từ xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thì người ta lại bắt gặp một hình ảnh khá lạ. Một người phụ nữ tuổi ngoài 40 chạy trên chiếc xe gắn máy lôi tự chế cũ kỹ. Mái che thì tạm bợ từ những chiếc màn hay những chiếc mùng đã cũ để bán với số mưu sinh hàng ngày. Người nằm trên xe không phải là một đứa trẻ mà là một cô gái xinh đẹp năm nay 26 tuổi. Nằm lọt thổm gần như bất động trên chiếc xe tự chế kia với diện tích chưa đầy 6m2. Hàng ngày được mẹ mình chạy khắp đường cuối nẻo mưu sinh mặc dù là trời mưa hay trời nắng. Cô gái kia không ai xa lạ, đó chính là Tú, một cô gái xinh đẹp bỗng mắc bệnh lạ sau khi lấy chồng ở Cà Mau, mà thời gian trước đây Bùi Hồ đã từng chia sẻ trên kênh của mình. Vì sao cuộc sống của em và gia đình trở nên khó khăn như vậy? Mời cả nhà cùng nghe mẹ của Tú tâm sự về cuộc đời của em và gia đình mình ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt địa phận giáp giữa hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm một nhân vật khá là quen thuộc trên kênh. Đó là em Tú, 26 tuổi. Một cô gái 26 tuổi tưởng chừng như chỉ mới lên 3 sau căn bệnh thập tử nhất sinh. Và hiện nay thì cuộc sống của Tú lại càng khó khăn hơn. Ngày hôm nay đấy, em cùng với mẹ của mình phải hàng ngày gông gũi trên khắp những cái nẻo đường để mà bán những tờ vé số mưu sinh. Không biết thì cuộc sống hiện tại bây giờ thì như thế nào, nhưng mà dưới một cái khí hậu trời nóng nực hoặc là mưa gió như thế này thì chị Dứa, mẹ của Tú đã đóng chiếc xe ba gác này để mà cho con của mình có thể nằm vừa bán vé số được và vừa có thể chăm con của mình. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ ủng hộ cho chị vài tờ vé số cũng như là hỏi thăm tình hình hiện tại của chị như thế nào ha. Em chào chị Dứa ha. Em chào chị. Dạ, thì không biết là mình bán vé số lâu chưa chị? Chị đi bữa mùng 2 tới giờ, mùng 2 mình đó. Tháng mấy ta? Tháng 7. Tháng 7 là đi khoảng... Tháng nay 10 ngày. 10 ngày rồi. Chị không có đi lột tôm nữa sao? Tôm không có, rồi bữa có mặn bữa nghỉ cả tháng vậy đó. Vậy hả? Rồi em thì giờ nó ít ăn uống sữa với nằm bệnh tả đâu không vậy đó. Rồi thuốc men ngại nhiều, không có tiền. Không có tiền. Còn anh bán, ổng bán ít lắm, ổng đi không nổi, nó yếu xìu à. Ờ. Rồi chị phải đi bán chứ giờ sao sống. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Ngày bán chị bữa nào đi với nhiều thì ổng đưa 160, bữa nào với ít đưa 140, 120 vậy đó. Ờ. Rồi cái anh cũng vậy luôn. Dạ. Chị lấy của anh bán qua phụ thêm. Vậy hả? Anh đi không nổi. À, là anh với chị là bán 200 mấy? Anh bán con 100 mấy, hai chồng bán được 200 mấy. Ừ. Lột tôm bây giờ là ít quá hả chị? Ít. Làm buổi rồi không thôi, làm bữa nghỉ cái chục bữa mười mấy ngày cũng chừng nữa. Bán vé số như vậy thì nó mau hết không chị Dứa? Bữa nào anh nó bán còn ít đó, không bán được á, chị không lấy về bán tiếp thì sáng giờ này hết trơn rồi. Bữa nay ế quá còn nhóc. Em thấy là trên cái chiếc xe này là chị tự chế hả? Tự chế. Nhiêu tiền đóng hết nhiêu tiền? Này, cái thùng này mấy chị em bạn làm tôm á. Xin. Xin. Chị làm cái này thêm là 1 triệu mấy. Triệu xin mấy chỉ à? Cái thùng không thôi sắt không à. Rồi về mượn thằng em đóng lại. Xin chỉ khung sắt rồi. Khung sắt không mà, là, con này mình đóng tên. Là người ta gom tiền lại cho hay sao? Cái thùng của người ta căng cái căng cua á. Rồi giờ người ta bỏ, cái về mình cho mình làm lại. Khổ gì. Hôm trước nay có Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ thêm cho chị không? Không cưng. Ở đây hả? Không có. Có nghĩa là bây giờ tiền thì nó chi tới chi lui thì nó cũng cạn kiệt đúng không chị? Đúng rồi. Giờ em lượng có thuốc không mà nó ít ăn lắm, sữa không mà. Dạ yeah, hả? Chạy như thế này rồi thấy Tú có khó chịu không? Khó chịu, nó quậy mình mồ hôi ướt hết trơn nè. Mồ hôi ướt mình hết trơn. Dạ nha. Thấy tấm bạc này mỏng quá à. Rồi nóng. Chưa nắng thì nóng sao mà em chịu tại nổi. Tại vì đi 7, 8 giờ là về bữa nay ế quá nè, mấy giờ này còn ở đây nè. Rồi là đi chỉ buổi sáng rồi hả chị? Buổi sáng với buổi chiều. Buổi chiều mấy giờ đi? Buổi chiều 5 giờ chị đi. Cây quạt này là hết pin rồi hả? Trời ơi sao chịu nổi? Anh một đồng có chịu nổi không? Hết pin rồi. Hết pin nữa. Sao mau hết? Ngày lời được nhiêu chị? Ngày còn được 100 mấy. Dạ hả?
rồi thuốc men anh rồi tùm lum hết trơn á, không có không đủ đâu đâu chứ đi chứ mình cũng đi chứ làm tôm nhầm bữa có mấy chục ngàn không chừng nữa. Nhầm bữa sáng sớm 8 giờ về mấy chục ngàn à, không đủ đâu đâu chứ. Thông tin với lại kênh anh Một Đồng cũng như là cô bác anh chị mà mới xem kênh của Bùi Hồ lần đầu tiên đó, thì những cái đoạn intro ở cái đoạn đầu á thì Bùi Hồ có quay lại cảnh chị bán vé số, thì Bùi Hồ gọi chị và hẹn chị ở tại chỗ này. Thấy cái cảnh thì càng thương cho chị và càng thương cho bé Tú. Anh Một Đồng có biết không, Tú này là một cô gái rất là xinh đẹp, có một cái tấm hình cực kỳ xinh đẹp lúc chưa có chồng. Thì sau khi có chồng thì không biết vì sao á mà Tú lại một cái căn bệnh gọi là một cái hội chứng gì đó rất là khó trị trên thế giới. Và em với lại chị dưới cũng đã đồng hành đi lại đến Trà Vinh trị nhưng mà vẫn không khỏi. Và từ ngày em mắc bệnh thì chồng của em cũng bỏ ra đi luôn. Thì bây giờ em sống nhờ vào mẹ và ba của Tú thì cũng giống như vậy. Và sống ở trong một cái khu nghĩa địa. Sống tạm bợ trong một cái khu nghĩa địa. Tú có đứa con nào không em? Dạ không anh. Không. 26 tuổi đó cô bác của anh chị. Mà cứ ngỡ như là một đứa trẻ lên ba. Mọi từ sinh hoạt, từ vệ sinh cá nhân đều là chị dứa làm hết à. Cũng may là trời ban cho chị có một cái cơ thể khỏe mạnh đó, một cái sức mạnh đó. Nó chị ốm lắm. Cái bệnh đó sợ như mình có bề gì nuôi con mình bỏ thu nghiệp gì đó. Dạ. Cái uống thuốc nam mà mập gì đó. Dạ. Chứ làm kiếm nhơ mà. Mập bé gái chứ. Năm mấy sáu ký, năm mấy ký. Mỗi lần kể là chị lại muốn khóc rồi kìa. Chạy xe như vậy thì thấy tuổi không chị? Tuổi. Ừ. Thấy tu nghiệp. Lên hầm á, ước mình mấy vậy. Chị là thấy tội nghiệp cho Tú hơn là thấy cái bản thân mình chịu cực khổ đúng không? Ừ. Tại vì không có gỡ ai được hết á. Bà ngoại gửi, bà ngoại giờ đau rồi, giờ không có gỡ được. Bà ngoại giờ đau chứ mà lúc em thấy á, là giờ bà ngoại còn đi không nổi nha. Sụi luôn. Nhìn thấy xót quá, Tú để nhà thì không có ai chăm hả cô? Thì cô với chú cũng khóc, đi bán mỗi ngày rồi. Nó khóc, nó giật chết queo à. Nó mệt. Xẻo luôn á. Đây là sự buộc lòng mà cô phải để trên chiếc xe như vậy. Mấy khi anh đã xin xe nè. Anh dứa ba của... Ồ anh thích ba của Tú cũng giống như vậy luôn. Mà anh còn đi, ổng giật lắm. Ổng đi giật đủ lắm. Bà ngoài ổng nhiều lắm. Nhiều lắm hả chị? Ông mới bán hôm qua với chị, hôm qua chị bán tiếp phải không, là bữa nay ông xin tao nghỉ đó, thứ hai mới bán nữa, chị Nhật nghỉ. Bây giờ ở nhà hả? Chắc ở nhà. Cái chiếc xe gắn máy đằng trước là sao? Là mình mua hay sao chị? Chiếc xe này hả? Dạ. Xe mình mua. Nhiêu chị? Chiếc xe chị mua lâu dữ ơi. Chiếc xe mà nó phải băng bó kìa. Hư rồi, chị không có tiền đâu sửa. Đâu có chạy ban đêm gì được đâu hả? Không, chiều chị về. Gọi là cái chiếc xe cà tàng đúng nghĩa luôn á. Vừa bước một trời chị về. Thương lắm, bây giờ không biết sao á, ở trong cái tình thế kẹt rồi bây giờ chị không biết làm cách nào để mà gỡ gối, và thậm chí là những người mà muốn giúp đỡ cho chị thì không biết phải giúp đỡ như thế nào ngoài việc nhận tiền ủng hộ của Quý Mạnh Thường Quân. Cũng có nhiều lần đi chữa trị nhưng mà lại không thiên khỏi hả chị? Chị cũng đi đó em thấy. Ai chỉ gì thuốc gì người ta gửi cho nhóc hết trơn cũng vẫn lấy uống chứ không có thiên giảm nữa nè. Có khi nào chị cảm thấy mình đến thời điểm bây giờ mình cảm thấy quá mệt mỏi, mình muốn gục ngã không chị Dương? Muốn gục ngã à, đâu gục được em. Gục được rồi con mình không ai nuôi chứ. Chị đang bị bệnh gan đó. Chị đang làm bệnh gan. Sao mà thấy tội dữ ta? Anh Đồng cảm thấy như thế nào? Nay cũng như là một số phận. Thật ra là như Bùi Hồ trước kia thì con cũng đã từng xem Bùi Hồ, cũng đã giúp cho em Tú cũng đi chữa trị rất nhiều chỗ nhiều nơi. Nhưng mà thấy cho số phận thì cũng không qua khỏi. Bây giờ ngày nặng nó ăn, nó không còn ăn như lần. Nhà còn gạo thóc gì không? Gạo chỉ còn hết cái chỗ gạo. Còn tiền bạc gì không? Tiền anh mà không bán ba bữa. Ta lấy cái số ổng hết ngày là ba mấy chén vậy đó. Thiếu nợ lại. Thiếu lại hả? Ừ. Hổng ngày sinh hoạt là nhiêu tiền? Chỉ hả? Sinh hoạt ngày cũng trăm mấy em, tả em, rồi quay qua sữa, rồi mua đồ ăn mà cho em nó thuận nghiệp nó ăn ít, mình phải mua mình xay á, thì xay là cho nó ăn, máy xay bằng xương tố đó, chứ nó ăn mắc cổ. Bây giờ vẫn thiếu nợ lại hả chị? Hôm trước mà trước khi mà em về lại Đồng Tháp mà lô hoàn cảnh cốt nhất á, thì gửi cho chị cũng được 7-8 triệu gì hả chị hả? Cũng không nhớ, lâu quá rồi, mấy tháng rồi chị em mình chưa gặp nhau? Tháng 3, tháng 4. 4 tháng rồi đúng không? 4-5 tháng rồi chưa gặp chị.
Mà anh Đồng ha, cảm nhận của anh vào thời điểm này đối với một người mà anh chưa coi kênh xa lạ thì anh thấy như thế nào? Thấy thật là shock á, thật là mình cảm thấy là chịu không nổi. Nếu mà anh đi bán á, cái bữa Đức qua cặp mà ông đứng ông nhảy ông nhào, ông không biết mượn ai á, người ta không biết, người ta tính đâu, người ta giật cái số ông. Giật hả? Không có giật mà như kiểu ông Đức qua cặp á, cái ông mượn người ta mà ông nói không được á, cái người ta tính đâu, người ta giật cái số ông không. Ông từ từ ông nói Đức quay, Đức cái quay giỏ ông á. Có nghĩa là anh quải một cái túi, và sau đó Đức cái quay một cái tay chân ảnh giật, ông giật kinh khủng lắm. Và anh không nói chuyện được luôn. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm, không phải nhiều lần em gặp đâu. Bây giờ là không nói được luôn rồi. Nói chuyện mà khó nghe lắm. Khó nghe. Anh thích á là lúc mà chở Tú đi là anh đứng trước đường mẹ Quan Âm, anh thầm giái rằng là cho con mình mau hết bệnh. Những cái câu vái của anh á mà những người bình thường nhất á cũng cảm thấy mũi lòng. Hiện nay là chị còn bao nhiêu tờ, hồi sáng giờ bán được bao nhiêu tờ rồi? Dạ, chị không biết, còn nhiêu chị cũng đi. Chị đếm nữa rồi. Trăm lẻ một tờ. Hồi sáng giờ bán đâu còn đâu bán được nhiêu tờ đâu. Bán được nhiêu gì? Trời ơi. Ta bán không à. Rồi em á nó thích sớm á tội nghiệp. Thì kêu nó thích trễ á. Đi thì là người ta mua hết đây. Mấy giờ mới đi bán? Chỉ gần 7 giờ chị mới đi. Ừ, cho ăn uống ăn rồi xong mới đi. Ừ. Sáng nay em cũng tính điện cho chị sớm, em thức 5 giờ mấy rồi, nhưng mà em biết rằng là chị phải cho Tú ăn uống rồi trước thì chị mới chở. Cháo trắng cho nó ăn mà nó không ăn, nó ăn mấy muỗng à. Ờ. Chị hỏi Tú coi bây giờ biết em không? Biết không cơ? Biết không? Em biết anh không? Hả? Biết không? Biết thì nhắm mắt lại, biết không? Biết đó. Biết mà nói không có được. Ở cái không gian nhỏ như thế này nè. Đó, mà ở đây thì qua đây nó khoảng 1 mét thôi. Ở đây thì bà dài nó chưa tới 2 mét. Tú nằm phải rút cái chân lại 8 tấc chưa tới 2 mét nữa. Nghe cái chân ra không con này dài dài nằm phải co như vậy. Ờ. Rồi đi bán vé số với chị mỗi ngày luôn. Ừ, nhìn thấy rất là xót. Nếu mà lần đầu tiên mà em gặp cái cảnh này á, là em cũng không biết nói sao luôn á chị. Dạ, quá xót quá này. Ở nhà là chết đói hết trơn luôn đó. Ở nhà là chết đói hết luôn. Ở nhà là chết đói hết luôn á. Anh định thuốc men hàng ngày. Rồi ổng bán đâu có nhiêu em, bán ngày giờ ổng về tới nhà còn chừng 20 ngàn, nhìn bữa không còn nữa, nhìn bữa thăm luôn. Ôi sao vậy? Thăm là bị người ta rút á, bị người ta lấy á. À. Còn nhìn bữa về còn vài 10 ngàn dữ lắm hay. Ừ. Đâu có nhiều đâu, ảnh đi đâu có nổi đâu, đi nhiều. Ừ. Đi. Trên một cái tấm bạt, những cái mái che, từ những cái mền, từ những cái tấm vải được dựng ngang như thế này, chẳng khác nào là một cái giường di động, mà gọi là cái giường, không phải là cái giường. Mà chiếc xe này mình không biết gọi sao cho nó đúng nghĩa. Khi mà một người con gái 26 tuổi từng có những cái ước mơ lại nằm trọn ở trên cái chiếc xe này, cùng với mẹ của mình mưu sinh, không phải là bán hỗ trợ mẹ mình, mà vì không có người chăm nên chị Dứa phải lầm lũi chở Tú đi. Có nhiều người chắc có lẽ là có nhiều người người ta sẽ về biểu rằng vì sao không để con của mình ở nhà mà lại chở đi như vậy, có phải là lợi? Dạ. Ta biết hả chị? Ta biết chị, hoàn cảnh chị. Dạ, nhưng mà có những người không biết thì người ta sẽ nói đúng không? Ở đây như ở đây từ đây ở Cà Mau là nó xa quá. Ừ. Khúc từ cua rồi trên đây là người ta biết hết. Ta biết gia đình chị hết. Ừ. Đang nhiều người đông thông cảm nữa. Ta biết. Người thấy là cái nhiều người ta muốn ủng hộ giùm. Nhưng mà có những người mà chưa qua xem lần nào hoặc là chưa xem hoàn cảnh thì người ta dè biểu rằng tại sao không để con của mình ở nhà nuôi. Và chị nói một câu mình rất là mũi lòng. Ở nhà còn chết tối hết rồi sao? Mua số hỗ tiếp đi chị. Hả? Mua vé số cũng khó đúng không? Thời buổi bây giờ thì kinh tế cũng rất là khó khăn. Bán nhiều lắm. Dạ. Ừ. Đây là 101 tờ đúng không? Dạ. Đây là số đài Hậu Giang. Sáng giờ chỉ bán được vài chục tờ thôi.
nếu như mà vé số này trưa nay không bán hết thì Tú sẽ có thể là cùng mẹ mình đội nắng đội mưa để mà đi kiếm tiền mưu sinh. 101 tờ thì sẽ lời được hơn 100.000, là 101.000. Đối với nhiều người á, nó chỉ bằng 2 tô phở thôi, nhưng mà đối với chị dứa mẹ của Tú á, thì với số tiền này á, nó có thể là nuôi sống cả một gia đình. Nếu không may á, mà trời mưa lớn á, thì ôm 101 tờ này hơn 1 triệu đồng. Và 1 triệu đồng đó thì mất vốn luôn. Và nói chung là không biết nói làm sao để cho cô bác anh chị hiểu thêm về cái hoàn cảnh của Tú. Mà nếu như cô bác anh chị có xem á, thì xem những đoạn clip trên của Bùi Hồ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng sẽ ủng hộ hết phần vé số này cho chị sẽ đi về sớm. Và mình cũng sẽ thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân đến nhà của chị thăm lại anh Thích, và sẽ hỗ trợ số tiền của quý Mạnh Thường Quân cho gia đình của chị dứa ha. Đây là 101 là 1.010.000 đúng không? Bởi vì người ta nói là đôi khi con người của mình á, sống chỉ cần sức khỏe hạnh phúc là được rồi, không cần giàu sang. Có những người như chị dứa chỉ cần gia đình đầy đủ sức khỏe để có thể lao động được á, là một điều gì đó rất là vui. Và hôm nay thì em đến đây em mua hết cho ủng hộ chị. Không không, chị cứ giữ, em tặng cho chị lại về tờ nè. Chị thích tờ nào? Dạ, em tặng chị tờ nào cũng được. Dạ, em tặng cho chị là ba người là ba tờ ba thứ nha. 4 tờ luôn đi. Có trúng thì mai mốt ở nhà các cái nhà nuôi con của mình. Rồi tí xíu nữa em sẽ gửi cho anh, tặng cho anh Đồng. Rồi. Rồi bây thôi bây giờ như thế này nè. Là đi về nhà. Dạ về, đi về lúc đó. Đi về nhà em trở lại em thăm gia đình của mình. Em thay mặt quý Mạnh Thường Quân gửi ủng hộ tiền cho gia đình của mình. Được không? Rồi, chị cũng đi về đó. Hết số là giờ nào chị về giờ nấy à. À. Đâu có đi nữa đâu. Ừ. Thật ra thì Bùi Hồ không thích chơi số, cái đó là sự thật, mà không thích đánh vé số luôn. Nên là nữ nhưng ngày hôm nay thì cũng mong rằng những cái điều may mắn sẽ đến với chị, ít ra thì cho chị đỡ vất vả hơn trong cuộc sống. Và rất mong mà nếu như mà được trúng số thì cũng sẽ gỡ ủng hộ thêm gia đình những hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay có dịp về lại Cà Mau, mục đích chính là thăm lại gia đình của chị và thăm lại cuộc sống của chị với lại anh Thích, để mà thay mặt quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ trên cái đoạn đường mà đi quay đoạn clip như thế này về cuộc sống mưu sinh hàng ngày, chia sẻ thêm cho cô bác quý chị hiểu thêm, để mà có thể đồng cảm đồng hành để mà giúp đỡ cho gia đình của Tú vượt qua thời gian khó khăn này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý chị ở video clip sau ha.